thu đến rồi đó. Ui, mày đẹp thật ý. Mùa thu đến mà để màu lá đỏ này đúng là quá hợp lý. Ok, trong video ngày hôm nay thì chị sẽ chia sẻ với các bạn cách chỉnh màu Lightroom lá đỏ siêu đẹp và siêu dễ mà ai cũng có thể làm được nhá. Bắt đầu rồi nào. Và đây là những bức ảnh mà mình đã vừa có chuyến đi du lịch Sapa và khá là xui xẻo khi mà mình đi vào đúng vào mùa mưa. Và như các bạn thấy đấy thì thời tiết khá là âm u và cũng có ít mây ấy. Tuy nhiên thì qua app thần thánh Lightroom thì bức ảnh của mình đã trở nên sinh động hơn rất là nhiều. Ok, không nên băng nữa thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách chỉnh màu Lightroom nhé. Ok, đầu tiên thì bước đầu các bạn cải tải app Lightroom từ trên Apple Store hoặc là Google Play về máy nhé. Máy của mình thì đã tải sẵn rồi, thế nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh ảnh luôn. Đó, các bạn sẽ vào thư viện ảnh và chọn bức ảnh mà các bạn muốn chỉnh. Bức ảnh thì mình đang ngồi trên bàn cắt cát. Bức ảnh hơi tối nên mình sẽ phải kéo sáng lên nhé. Cái độ phân sáng thì khoảng tầm 1:2. Độ tương phản thì mình sẽ giảm đi 22. Cùng sáng hàng ngày thì mình cũng sẽ phải kéo nó xuống một chút nha mọi người nhé. Vùng tối thì mình sẽ tăng lên đi. Tăng lên cái vùng tối, tăng lên tầm 26. Màu trắng mình cũng sẽ tăng lên nhé. Tăng lên tầm 20. Màu đen thì mình lại giảm đi. Tiếp theo các bạn vào phần màu sắc nha, mình sẽ bỏ qua cái phần là cái màu trắng thôi gì đấy đi, mình sẽ vào luôn phần trộn màu. Tông màu chủ đạo của mình màu đỏ nên là mình sẽ phải tăng một chút đỏ lên mọi người nhé. Đấy, trông nó đã khác bọt luôn rồi đúng không? Tiếp theo là màu da cam này thì mình sẽ tăng lên một tầm khá là nhiều nữa. Độ bão hòa mình sẽ tăng nhé mọi người nhé. Độ chói này. Tiếp theo là sang phần màu vàng. Và sắc độ của nó mình sẽ giảm đi một phần 71. Đó. Độ chói thì mình sẽ phải giảm đi một chút thôi mọi người nhé. Chỉ có một chút mà nhìn nó đã khác luôn rồi đúng không bạn ạ? Sáng dương này thì mình sẽ giảm đi. Độ chói thì mình sẽ tăng lên nhé. Tăng lên 67. Cái này thì mọi người có thể chỉnh lệch một chút, một vài độ nó cũng sẽ không sao đâu. Nói chung là nó sẽ tùy vào con mắt và sở thích của mỗi người ấy. Nhưng mình thì mình nghĩ như này là sẽ hợp lý rồi mọi người. Tiếp theo là các bạn vào phần chi tiết, độ sắc nét thì các bạn sẽ phải tăng lên một chút để bức ảnh của mình thì nó sắc nét hơn giữa vật với người ấy. Sau đó là các bạn vào phần cấu hình nhé. Cấu hình các bạn chọn phần màu nghệ thuật 3 này đi để nó nhìn màu lá cây nó đỏ hơn rất là nhiều này nhé. Thì còn lại sau đó các bạn là kéo lên một chút, kéo lên tầm nghĩ là 142 là đẹp rồi. Thế này em xong rồi. Đó, mọi người thấy không? Sự khác biệt giữa đã chỉnh và chưa chỉnh nó khác nhau một trời một vực. Nói chung là cái này thì là sẽ tùy vào sở thích và con mắt của mỗi người. Và nếu như bạn nào mà cảm thấy chỉnh nó khó ấy, thì mình sẽ để sẵn preset ở dưới phần mô tả. Các bạn chỉ việc download về và gắn ảnh vào và gắn preset vào sau một bức ảnh nhé. Như vậy trên đây Chi vừa chia sẻ với các bạn cách chỉnh màu Lightroom tông lá đỏ và mình nghĩ sẽ phù hợp bạn nào mà chuẩn bị đi du lịch ở quang cảnh rừng núi này hay là thích chỉnh màu lá cây và thời tiết mùa thu như thế này. Sắp tới các bạn còn muốn mình hướng dẫn các bạn chỉnh màu Lightroom của tông nào nữa thì đừng quên để lại comment phía bên dưới nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video của mình và đừng quên like, subscribe, kênh YouTube review để ủng hộ chúng mình nhé. Bye bye.